Mới đây, một sự việc hy hữu đã xảy ra tại Quảng Đông Trung Quốc khiến ai xem xong cũng phải một phen hoảng sợ. Theo đoạn video được ghi lại, thì một người phụ nữ đang nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa thì bất ngờ một chiếc nồi trên bếp đun ngay gần đó phát nổ. Cú nổ kinh hoàng khiến cho những mảnh nồi vỡ vụn và bắn tung tóe ra. Khói từ trong nồi xì ra mịt mù xung quanh. Cảnh tượng hãi hùng này khiến cho ai xem xong cũng phải rùng mình vì sợ hãi. Cụ thể, trên nồi áp suất thường có một bộ phận đẩy nén ra ngoài. Trong quá trình đun, lượng khí cũng được đẩy ra bớt để tránh áp suất quá lớn bên trong nồi. Thế nhưng tại tình huống trong đoạn clip trên, do người nấu cho quá nhiều thịt cừu vào bên trong, làm lấp kín lỗ thoát khí nên đã dẫn đến tình trạng áp suất lớn gây nổ. Rất may là khi đó người phụ nữ đang đứng cách chiếc nồi một khoảng đủ xa nên không bị thiệt hại gì về người. Tốt nhất chúng ta khi sử dụng những loại nồi như thế này, hãy nên hết sức cẩn thận để tránh các hậu quả về người và tài sản xung quanh.